mát quỷ lọc nước Ekiosan và Magano tại app Liga One nhập cuối bảo quà 38 tỷ, cứ mua là trúng. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giờ nóng hôm nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 7. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thu phí ô tô vào trung tâm. Vụ xe khách lao xuống vực tại Kon Tum đã có nạn nhân thứ 6 tử vong. Xe tải thản nhiên bỏ đi sau tai nạn chết người. Cướp tài sản để kiếm tiền chuột điện thoại. Tổng thống Mỹ lần đầu tiên đeo khẩu trang nơi công cộng. Sau đây là những thông tin chi tiết về các tin tức nóng mà chúng tôi vừa cập nhật đến 20 giờ ngày 12 tháng 7. Mới đây, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 9 đã thông qua nghị quyết về tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn thành phố. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thu phí xe ô tô lưu thông vào khu vực trung tâm thành phố giai đoạn 2021-2025. Trước đó, trong tờ trình gửi Hội đồng Nhân dân, đề án do Sở Giao thông Vận tải xây dựng đưa ra nhiều giải pháp tăng cường vận tải hành khách công cộng như hình thành mạng lưới xe buýt hiệu quả vào năm 2030, hoàn thành đúng tiến độ các tuyến metro và tuyến buýt nhanh BRT, đầu tư tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm, xe buýt nhỏ dưới 17 chỗ, triển khai dịch vụ xe máy điện, xe đạp điện công cộng, tổ chức làn đường riêng cho xe buýt, nâng cao chất lượng xe buýt. Sáng nay ngày 12 tháng 7, ông Nguyễn Xuân Hướng, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Kon Tum cho biết đã có thêm một nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Sa Thầy. Số nạn nhân tử vong hiện tại là 6 người. Nạn nhân tử vong là ông Hà Trung Lưu, 73 tuổi, trú tại huyện Trường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, là một trong 6 nạn nhân bị thương rất nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Trước đó, như 30 giây nóng đã đưa tin, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 11 tháng 7, chiếc xe khách giường nằm do tài xế Mai Hải Nam, 39 tuổi, điều khiển, chạy từ tỉnh Thanh Hóa đi tỉnh Đắk Lắk. Trên xe chở theo 40 người, gồm 5 người của nhà xe, 35 hành khách, 26 người lớn và 9 trẻ em. Khi xe đi đến km số 23+900, quốc lộ 14C, thuộc địa phận xã Rờ Cơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, thì bất ngờ lao xuống vực sâu hơn 30 mét. Hậu quả làm 5 người tử vong tại chỗ, gồm Hà Đức Dũng, 14 tuổi, Trần Minh Tú, 14 tuổi, Lương Thị Niệm, 55 tuổi, Hà Thị Huyền Điệp, 7 tuổi, cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa, Hà Thị Uyên, 31 tuổi, ở huyện Eka, tỉnh Đắk Lắk. Và nạn nhân thứ 6 tử vong tại bệnh viện là ông Hà Trung Lưu, 73 tuổi, trú tại huyện Trường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hiện các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa cho số nạn nhân bị thương còn lại. Rạng sáng nay ngày 12 tháng 7, Công an quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một người chết, một người bị thương. Đáng nói sau vụ tai nạn, chiếc xe tải có liên quan đã thản nhiên bỏ đi. Theo đó, khoảng 0 giờ cùng ngày, hai thanh niên chở nhau trên xe máy chạy trong làn ô tô trên quốc lộ 1 hướng từ cầu vượt Trạm 2 đi cầu vượt Linh Xuân. Khi tới chốt đèn trước cổng trường Đại học Nông Lâm thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức thì va chạm với một xe tải khiến hai nam thanh niên ngã ra đường. Trong đó một người ngã vào gầm container và bị phương tiện này cán chết tại chỗ. Nam thanh niên còn lại ngã ra ngoài bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau tai nạn, chiếc xe tải có liên quan đã rời khỏi hiện trường. Nhận thông tin, Công an quận Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra nguyên nhân. Danh tính nam thanh niên xấu số được xác định là anh Trần Văn Lực, sinh năm 1996, quê Nghệ An. Người bị thương là anh Trần Hoàng Kha, sinh năm 1993, quê Cà Mau. Mới đây, Công an tỉnh Bình Dương đang làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Nguyễn Văn Nhớ, 43 tuổi, quê Tiền Giang, là công nhân đang thi công tại nhà máy của công ty nước giải khát THP thuộc phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An. Nhà máy nước giải khát nói trên có quy mô lớn, nằm mặt tiền quốc lộ 13. Vị trí nam công nhân bị nạn là tại một con hẻm nhỏ bên hông nhà máy. Theo các nhân chứng, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 11 tháng 7. Thời điểm trên, ông Nhớ đang sửa chữa trên mái của nhà máy. Với độ cao cách mặt đất hàng chục mét, bất ngờ, người dân phát hiện ông Nhớ bị rớt từ một ô cửa trên cao xuống đất, tử vong tại chỗ. Công an thành phố Thuận An và Công an tỉnh Bình Dương đã phong tỏa hiện trường, lấy lời khai của những người có liên quan để làm rõ vụ việc. Hôm nay, Công an huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang cho biết đang tạm giữ Lê Văn Bình, 35 tuổi và Đỗ Quang Đạt, 32 tuổi, cùng ngụ xã Mỹ Thuận, huyện Hòn Đất về hành vi cướp tài sản để kiếm tiền chuột điện thoại di động đang cầm cố.
Theo đó, vào khoảng 23 giờ ngày 3 tháng 6, Bình đang đứng trước nhà thì phát hiện anh Phùng Ngọc Nê, 37 tuổi, điều khiển xe máy chạy ngang qua. Bình liền vào nhà lấy dao tự chế, đồng thời kêu Đạt chạy xe máy chở Bình đuổi theo để cướp tài sản của anh Nê. Khi vừa đuổi kịp, Bình đưa dao lên hăm dọa kêu anh Nê dừng xe. Biết mình gặp cướp, anh Nê quay đầu xe bỏ chạy thì bị Bình phóng dao theo nhưng không trúng. Chạy được khoảng 100m, anh Nê bỏ xe rồi trốn vào nhà dân và gọi điện báo công an. Lúc này Bình cậy cốp xe máy lấy được 200.000 đồng và lái xe máy của nạn nhân đi tiêu thụ, nhưng vừa đi được một đoạn thì bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật. Tại cơ quan công an, Bình khai nhận do điện thoại đang cầm cố nên y nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền chuộc lại. Hôm nay, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu trên địa bàn huyện Madarak. Đây là ổ dịch bạch hầu thứ 2 xuất hiện tại tỉnh Đắk Lắk. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân Vàng A Bình, 16 tuổi, người dân tộc Hờ Mông, trú tại thôn 7 xã Cư Cờ Róa. Theo lời khai, ngày 8 tháng 7, bệnh nhân khởi phát bệnh với các triệu chứng sốt, kèm đau họng, mệt mỏi. Ngày 10 tháng 7, bệnh nhân đi khám tại Trung tâm Y tế huyện Madarak và được hướng dẫn nhập viện theo dõi. Cùng ngày, lực lượng y tế đã lấy mẫu ngoáy họng gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên. Đến ngày 11 tháng 7, có kết quả xác định bệnh nhân dương tính với vi khuẩn bạch hầu. Trường hợp thứ hai là em Giàng Xeo Chứ, 16 tuổi, người nhà bệnh nhân Vàng A Bình và trực tiếp chăm nuôi bệnh nhân Bình tại Trung tâm Y tế huyện Madarak. Hiện ngành chức năng đã khoanh vùng, lập chốt chặn, cách ly thôn 7 xã Cư Cờ Róa để phòng chống lây lan bệnh bạch hầu. Câu chuyện hy hữu xảy ra tại trường trung học cơ sở Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Theo đó, những ngày qua, mạng xã hội lan truyền tờ giấy báo nợ của em Hoàng Minh Ngọc, học sinh lớp 7C, trường trung học cơ sở Hưng Tây về nội dung: hiện tại em đang nợ nhà trường số tiền 162.000 đồng, là khoản tiền gửi xe đạp điện trong năm học 2018-2019. Phụ huynh em Ngọc giải thích rằng, không phải gia đình khó khăn, không có 162.000 đồng đóng tiền gửi xe đạp cho con, mà ông thấy đây là khoản đóng vô lý. Chuyện nợ nần giữa nhà trường với phụ huynh chưa thống nhất được, vì sao lại bắt các cháu viết giấy báo nợ như ở ngoài xã hội? Lãnh đạo trường trung học cơ sở Hưng Tây cho biết, có chuyện mời học sinh Ngọc lên viết giấy báo nợ như trên mạng xã hội đã đăng. Qua rà soát, các năm học trước có hơn 50 học sinh nợ các khoản tiền học phí, tiền gửi xe. Dù đã gửi thông báo nhiều lần, nhưng nhà trường vẫn không thu được. Đến cuối năm học 2019-2020, có gần 30 học sinh chưa đóng các khoản học phí, tiền dịch vụ trong giữ xe tại trường, nên mới mời các em lên để viết giấy báo nợ. Tại Thanh Hóa, công trình điểm trường mầm non ở Bản Ón, xã Tam Chung, huyện vùng cao biên giới Mường Lát được khởi công xây dựng từ tháng 6 năm 2017, gồm 3 phòng học kiên cố, tổng vốn đầu tư hơn 3 tỷ đồng. Theo kế hoạch, công trình phải đưa vào sử dụng đầu năm 2018, nhưng đến nay, điểm trường mầm non này vẫn xây dang dở. Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, nhà thầu thi công xây lắp là công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Phát, thành phố Thanh Hóa. Sau khi khởi công xây dựng công trình này, nhà thầu thi công ì ạch, chậm tiến độ, rồi tạm dừng thi công, bỏ hoang công trình từ tháng 7 năm 2019 đến nay. Các trẻ mầm non ở Bản Ón phải ngồi học trong phòng tạm bợ nóng bức. Ông Hà Văn Thiếu, chánh văn phòng huyện ủy Mường Lát cho biết, chính quyền xã Tam Chung đã nhiều lần liên hệ với nhà thầu đến xây dựng hoàn thiện công trình, nhưng đến nay, nhà thầu thi công vẫn chưa thực hiện. Những ngày gần đây, sự việc khu du lịch Quỷ Núi ở Lâm Đồng bị cộng đồng mạng chê ghê rợn, ảnh hưởng đến mạng xanh đang gây xôn xao dư luận. Trong diễn biến mới nhất, một số hình ảnh được chia sẻ cho thấy một số bức tượng bên trong nơi này đã được mặc đồ giống khố để che chắn tạo hình nhạy cảm mà trước đó cộng đồng mạng phản ánh. Chiều 12 tháng 7, đại diện tập đoàn Liên Minh, chủ đầu tư khu du lịch Quỷ Núi xác nhận những tạo hình nhạy cảm đã được xử lý, chủ yếu là tượng hai con quỷ đực. Còn người dân tộc xưa nay vẫn để ngược trần nên chúng tôi vẫn giữ nguyên. Trước đó, cộng đồng mạng và nhiều diễn đàn du lịch liên tục chia sẻ hình ảnh chụp tại khu du lịch Quỷ Núi vừa khai trương tại khu vực Đà Nghiệp, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, cách thành phố Đà Lạt 20 phút di chuyển. Bên cạnh những lời khen ý tưởng mới và tỏ ra thích thú, nhiều dân mạng lại đánh giá những bức tượng bê tông có hình thù quái đản, ghê rợn, không ăn nhập với nét văn hóa và vẻ đẹp tự nhiên vốn có của thành phố mộng mơ. Mới đây, khoảnh khắc được camera từ một hộ dân ghi lại vụ tai nạn giao thông tại Cao Bằng đang được cộng đồng mạng chia sẻ. Nội dung video cho thấy một chiếc xe tải đang lưu thông thì bất ngờ lấn sang làn đường ngược chiều, tông trực diện vào một xe tải khác. Cú tông mạnh khiến chiếc xe tải màu trắng bị đẩy lùi hàng chục mét và đụng trúng một người phụ nữ điều khiển xe máy đang đứng phía sau thì mới dừng lại.
Hậu quả người phụ nữ bị thương nhẹ, hai xe tải hư hỏng khá nặng phần đầu. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế xe tải màu xanh buồn ngủ. Được biết sự việc xảy ra chiều ngày 10 tháng 7 tại Cao Bằng. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên đeo khẩu trang nơi công cộng khi đến thăm thương binh và nhân viên y tế tuyến đầu tại Bệnh viện Quân y Quốc gia. Hành động này diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục là nước chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19, đang được nhiều người ủng hộ. Chuyến thăm Bệnh viện Quân y Quốc gia Walter Reed ở thành phố Bethesda, bang Maryland ngày 12 tháng 7 là lần đầu tiên Tổng thống Trump được nhìn thấy đeo khẩu trang trước công chúng kể từ khi đại dịch Covid-19 lan rộng khắp nước Mỹ từ đầu năm nay, theo Reuters. Ông Trump trước đây từ chối đeo khẩu trang ở nơi công cộng và cho rằng đó là lựa chọn cá nhân. Tuy nhiên gần đây, chủ nhân Nhà Trắng cho rằng ông sẽ đeo khẩu trang nếu không thể đảm bảo giãn cách xã hội trong đám đông. Đến nay, Tổng thống Trump kiên quyết bảo vệ cách chính phủ của ông ứng phó đại dịch Covid-19 là hiệu quả dù Mỹ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới. Trong vài ngày gần đây, mỗi ngày nước Mỹ ghi nhận hơn 60.000 ca nhiễm mới. Đến nay, có hơn 3,2 triệu ca nhiễm ở Mỹ và hơn 134.000 người chết vì Covid-19. Mới đây, trong trận mưa lớn tại Trung Quốc, nước chảy về mạnh gây ra lở đất đã làm ít nhất 10 người chết và mất tích. Một ngôi làng ở huyện Song Tao, tỉnh Chinagugu gần như bị san bằng. Được biết hiện nay tỉnh Giang Tây đã nâng mức cảnh báo lũ lụt lên mức cao nhất, dự báo một trận lũ từ hồ Bà Dương trên sông Dương Tử sẽ sớm ập tới trong bối cảnh những trận mưa lớn vẫn tuôn không dứt ở nhiều nơi. Mực nước trong hồ tăng nhanh chưa từng thấy, hiện là 2,3 mét, vượt quá mức báo động. Theo đài CCTV, giới chức huyện Giang Châu, một hòn đảo biệt lập trên sông Dương Tử, đã kêu gọi người dân từ 18 đến 60 tuổi trở về quê giúp chống lũ với lý do thiếu nhân sự để củng cố các con đập. Một số thành phố dọc theo sông Dương Tử đã thông báo nâng cảnh báo lũ lên mức cao nhất khi mưa gây ra lở đất và làm ngập đất nông nghiệp. Trong bối cảnh mưa lũ tại Trung Quốc, đoạn clip ghi lại hình ảnh cảnh sát bơi qua nước lũ để kiểm tra trường học đang được nhiều người quan tâm. Theo đó, chiều ngày 6 tháng 7, để đảm bảo không còn học sinh mắc kẹt, một cảnh sát giao thông tỉnh An Huy đã bơi qua nước lũ sâu để vào trong trường kiểm tra. Khi chắc chắn không còn học sinh nào mắc kẹt trong trường, người này mới tiếp tục bơi đi. Đoạn video này hiện đang được chia sẻ khắp mạng xã hội Trung Quốc, khiến nhiều người bày tỏ sự cảm động và biết ơn vì hành động đẹp của cảnh sát giao thông. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Vẫn như thường lệ, bản tin sẽ được phát lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại! Kiosan và Makano tại app Mega One nhập cốt bảo quà 38 tỷ, cứ mua là trúng.